À, bây giờ tôi sẽ thử tiếp tục bằng cái thú ngô này nhá. Tôi sẽ chạy thử cái máy tê ngô này tiếp. Thì là có thể lưu ý nhá. Đây là chỗ ngô mà tôi đã tẽ xong rồi. Chỗ ngô tẽ xong rồi, thành một đống luôn đó. Đó, bây giờ tôi tẽ tiếp, tôi bây giờ xem cái tốc độ của nó. Rồi, ok. Đó, tôi vừa tẽ xong rồi. Thì các bạn có thể đây là bây giờ là mất 2 phút, khoảng 2 phút rưỡi. 2 phút rưỡi tẽ xong một thúng ngô đó không rơi vào tầm khoảng 50 bắp. 50 60 bắp gì đó. Đó thì các bạn có thể lưu ý thì cái năng suất của nó như chúng tôi tính ở mức độ trung bình không nhanh thì nó khoảng tầm 150 cân một giờ. Đó. Đây, tôi sẽ đến gần hơn để các bạn xem. Đây là ngô. Ta vừa tẽ này. Rồi. Mọi người thấy. Rất là sạch và không hề bị vỡ hạt nhá. Sạch không bị vỡ hạt luôn. Đó, các bạn có thể lưu ý này. Đây, còn đây là hạt. À, bắp, vỏ ngô, lõi ngô. Đó. Đấy, lõi ngô này thì cái tỷ lệ sạch của nó cũng rất là cao, nó phải lên đến tầm 95 trên 95%. Đó, chủ yếu là những cái đầu nó không 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 tẽ được, về một là nó cái hạt nó mềm và hai là hạt nó nhỏ và nó chưa khô. Đó thì các bạn có thể lưu ý. Chứ không phải là máy không không tẽ được mà là một số nguyên do. Ví dụ đây, những cái bao này, ví dụ như này. Đây, cái này phải lên đến 99% tẽ hết nhá. Rất là đẹp. Rồi tôi đi lại. Rồi tôi còn chừng này nữa. Đó. Và máy chạy không hề, nó chỉ kêu cái lúc mà mình sử dụng thôi, còn máy không có vấn đề gì cả. Chạy vẫn ngon lành luôn. Đây. Đó. Tôi sẽ để gọn ra không có nó lấp mất motor. Rồi, ok. Rồi. Đó các bạn có thể thấy ngô này. Rồi. Cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Các bạn có thể liên hệ theo cái số máy hiện trên màn hình để đặt mua chiếc máy tễ ngô này. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những video lần sau.